Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một chậu cây trái tim như thế này. Để móc được chậu cây này, các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như trên màn hình. Bây giờ, các bạn hãy cùng mình thực hiện nha. Đầu tiên, các bạn sẽ lấy cho mình một đoạn lem màu trắng. Sau đó, các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Tiếp tục, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ móc vào bên trong vòng tròn ma thuật này 6 mũi móc đơn. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba. Mũi móc đơn thứ tư. Mũi móc đơn thứ năm. Và mũi móc đơn thứ sáu. Sau đó các bạn sẽ kéo xiết sợi dây của vòng tròn ma thuật này lại. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ hai này, ở mỗi chân móc, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Ví dụ, ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời, các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào cái chân đầu tiên này và móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào cùng một cái chân đầu tiên này và móc mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Tiếp tục, ở chân thứ hai các bạn cũng sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mình lại tiếp tục đâm kim vào cùng một cái chân đầu tiên này và móc mũi móc đơn thứ hai. Tiếp theo đó, ở chân thứ ba các bạn cũng sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mình lại tiếp tục đâm kim vào cùng một chân thứ ba này và móc mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Tương tự ở những chân còn lại, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Sau khi các bạn đã móc xong chân cuối cùng của hàng thứ hai, các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Tiếp theo đó, để móc lên hàng thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ ba này, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức là 1 2 1 2, tức là ở chân đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ hai móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Chân thứ ba móc một mũi móc đơn. Chân thứ tư móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Sau đó là một mũi móc đơn, hai mũi móc đơn vào cùng một chân, rồi một mũi móc đơn, hai mũi móc đơn vào cùng một chân, cứ thế cho đến hết hàng. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân đầu tiên này và móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ hai các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mình lại tiếp tục đâm kim vào cùng một cái chân thứ hai này và móc mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Tiếp tục, ở chân thứ ba các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ tư các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ tư và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Tiếp tục đâm kim vào cùng một chân thứ tư và móc mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Tiếp theo đó, ở chân kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Chân tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Ở những chân còn lại, các bạn sẽ tiếp tục lặp lại cho mình công thức 1212 cho đến hết hàng. Rồi, sau khi các bạn đã móc xong chân cuối cùng của hàng thứ ba, các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời.
Tiếp tục, để móc lên hàng thứ tư, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Sau đó ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi rồi, các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào chân đầu tiên này và móc cho mình một mũi móc đơn. Sau đó ở chân thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ hai và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào cùng một chân thứ hai này và móc mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Tiếp theo đó, từ chân kế tiếp cho đến hết hàng, các bạn sẽ lặp lại cho mình công thức cứ cách hai mũi móc đơn. Đến chân thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Ví dụ ở hai chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai và móc một mũi móc đơn vào đây. Sau khi các bạn đã móc xong hai mũi móc đơn, đến chân thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ ba và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Tiếp tục đâm kim vào cùng một cái chân thứ ba này và móc mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Tiếp tục ở hai chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai và móc vào đây một mũi móc đơn. Sau khi các bạn đã móc xong hai mũi móc đơn, đến chân thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ tiếp tục đâm kim vào chân thứ ba và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Tiếp tục đâm kim vào cùng một cái chân thứ ba này và móc mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Tương tự ở những chân còn lại, các bạn sẽ lặp lại cho mình công thức cứ cách hai mũi móc đơn. Đến chân thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Sau khi các bạn đã móc đến chân cuối cùng của hàng thứ tư và còn một chân móc cuối cùng này, các bạn sẽ đâm kim vào cái chân cuối và móc cho mình một mũi móc đơn. Và để kết thúc cái hàng thứ tư này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ năm, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ năm này, các bạn sẽ lặp lại cho mình công thức cứ cách 3 mũi móc đơn. Đến chân thứ tư, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Ví dụ, ở 3 chân đầu tiên, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc 1 mũi rồi. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân đầu tiên này và móc cho mình 1 mũi móc đơn. Chân thứ hai, các bạn cũng sẽ móc cho mình 1 mũi móc đơn. Chân thứ ba, các bạn móc một mũi móc đơn. Sau khi các bạn đã móc xong 3 mũi móc đơn, đến chân thứ tư, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ tư và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Tiếp tục đâm kim vào cùng một chân thứ tư này và móc mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Tiếp tục, ở 3 chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ ba và móc vào đây một mũi móc đơn. Sau khi các bạn đã móc xong 3 mũi móc đơn, đến chân thứ tư, các bạn lại móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ tư và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Tiếp tục đâm kim vào cùng một chân thứ tư này và móc mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Tương tự ở những chân còn lại, các bạn sẽ lặp lại cho mình công thức cứ cách 3 mũi móc đơn. Đến chân thứ tư, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân.
Sau khi các bạn đã móc xong chân cuối cùng của hàng thứ 5, các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời để kết thúc hàng thứ 5 này. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ 6, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hai chân đầu tiên của hàng thứ 6, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ 2 các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Sau đó chân thứ 3 các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân thứ 3 này. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ 3 và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Tiếp tục đâm kim vào cùng một chân thứ 3 và móc mũi móc đơn thứ 2 vào cùng một chân. Từ chân kế tiếp cho đến hết hàng, các bạn sẽ lặp lại cho mình công thức cứ cách 4 mũi móc đơn. Đến chân thứ 5 các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Ví dụ, ở 4 chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ 2 và móc vào đây mũi móc đơn thứ 2. Mình đâm kim vào chân kế tiếp thứ 3 và móc vào đây mũi móc đơn thứ 3. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ 4 và móc vào đây mũi móc đơn thứ 4. Sau khi các bạn đã móc xong 4 mũi móc đơn, đến chân thứ 5 các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ 5 và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Tiếp tục đâm kim vào cùng một chân thứ 5 này và móc mũi móc đơn thứ 2 vào cùng một chân. Tiếp theo đó, ở 4 chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ 2 và móc vào đây mũi móc đơn thứ 2. Mình đâm kim vào chân kế tiếp thứ 3 và móc vào đây mũi móc đơn thứ 3. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ 4 và móc vào đây mũi móc đơn thứ 4. Sau khi các bạn đã móc xong 4 mũi móc đơn, đến chân thứ 5, các bạn lại móc vào đây 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ 5 và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Tiếp tục đâm kim vào cùng một chân thứ 5 và móc mũi móc đơn thứ 2. Tương tự, ở những chân còn lại, các bạn sẽ lặp lại cho mình theo công thức, cứ cách 4 mũi móc đơn, đến chân thứ 5 các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Sau khi các bạn đã móc đến cuối hàng thứ 6 và còn 2 chân móc cuối cùng như thế này, các bạn sẽ đâm kim vào mỗi chân móc một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào cái chân đầu tiên và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình tiếp tục đâm kim vào chân thứ 2 và móc vào đây một mũi móc đơn. Đến đây thì các bạn cũng đã móc đến cuối hàng thứ 6. Để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ 7, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 7 này, các bạn sẽ lặp lại cho mình công thức cứ cách 5 mũi móc đơn, đến chân thứ 6 các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Ví dụ, ở 5 chân đầu tiên, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân đầu tiên này và móc cho mình mũi móc đơn thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ 2 và móc vào đây mũi móc đơn thứ 2. Mình đâm kim vào chân kế tiếp thứ 3 và móc vào đây mũi móc đơn thứ 3. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ 4 và móc mũi móc đơn thứ 4. Mình đâm kim vào chân thứ 5 và móc vào đây mũi móc đơn thứ 5. Sau khi các bạn đã móc xong 5 mũi móc đơn, đến chân thứ 6 các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ 6 và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Tiếp tục đâm kim vào cùng một chân thứ 6 và móc vào đây mũi móc đơn thứ 2. Tiếp tục, ở 5 chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây
mũi móc đơn thứ nhất. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai và móc mũi móc đơn thứ hai. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ ba và móc mũi móc đơn thứ ba. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ tư, móc mũi móc đơn thứ tư. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ năm, móc mũi móc đơn thứ năm. Sau khi các bạn đã móc xong 5 mũi móc đơn, đến cho thứ 6 các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ 6 và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Tiếp tục đâm kim vào cùng một chân thứ 6 và móc mũi móc đơn thứ hai. Tương tự ở những chân còn lại, các bạn sẽ lặp lại cho mình theo công thức, cứ cách 5 mũi móc đơn, đến chân thứ 6 các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Sau khi các bạn đã móc xong chân cuối cùng của hàng thứ 7, các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ 8, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 8 này, các bạn sẽ móc cho mình như sau. Các bạn sẽ đâm kim vào tiếp sau của từng chân móc. Đây là các tép trước và đây là các tép sau. Mình sẽ đâm kim vào các tép sau này và móc vào đây mỗi chân một mũi móc đơn. Mình sẽ ví dụ cho các bạn, ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời, các bạn sẽ đâm kim vào cái tép sau này và móc vào đây một mũi móc đơn. Chân thứ hai các bạn cũng sẽ đâm kim vào tép sau và móc một mũi móc đơn. Chân thứ ba các bạn sẽ đâm kim vào tép sau và móc một mũi móc đơn. Tương tự ở những chân còn lại, mỗi chân các bạn sẽ đâm kim vào tép sau và móc cho mình một mũi móc đơn. Sau khi các bạn đã móc xong chân cuối cùng của hàng thứ 8, các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ 9, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 9 này, ở 21 chân đầu tiên, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc cho mình mũi móc đơn thứ nhất. Mình sẽ tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai và móc vào đây mũi móc đơn thứ hai. Mình tiếp tục đâm kim vào chân thứ ba và móc mũi móc đơn thứ ba. Mình tiếp tục đâm kim vào chân thứ tư, móc mũi móc đơn thứ tư. Mình sẽ tiếp tục móc tiếp mũi móc đơn thứ năm, mũi móc đơn thứ sáu, mũi móc đơn thứ bảy, mũi móc đơn thứ tám, mũi móc đơn thứ chín, mũi móc đơn thứ mười, mũi móc đơn thứ 11, mũi móc đơn thứ 12, mũi thứ 13, mũi thứ 14, mũi 15, mũi thứ 16, mũi thứ 17, mũi thứ 18, mũi thứ 19, mũi thứ 20. Và ở mũi thứ 21, các bạn sẽ móc như sau. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ 21, sau đó các bạn sẽ kéo lên lên, rồi các bạn sẽ lấy cho mình một đoạn len màu hồng. Rồi, các bạn sẽ đặt cái len màu hồng này vào cái kim móc, sau đó các bạn sẽ kéo len qua. Và kết thúc cái mũi thứ 21 này tại đây. Tiếp tục, ở chân kế tiếp, các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ móc cái mũi đơn này như sau. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp, sau đó các bạn sẽ kéo len lên. Rồi mình sẽ thay cái len màu hồng này thành len màu trắng.
và kéo lên kết thúc cái mũi móc đơn này tại đây. Rồi, từ chân kế tiếp cho đến hết hàng này, cho đến chân cuối cùng này luôn, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai và móc mũi móc đơn thứ hai. Mình đâm kim vào chân kế tiếp thứ ba, móc mũi móc đơn thứ ba. Mình tiếp tục móc tiếp mũi móc đơn thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu, mũi thứ bảy, mũi thứ tám, mũi thứ chín, mũi thứ mười, mũi thứ mười một, mũi thứ mười hai, mũi thứ mười ba, mũi thứ mười bốn, mũi thứ mười lăm, mũi thứ mười sáu, mũi thứ mười bảy, mũi thứ mười tám, mũi thứ mười chín và mũi thứ hai mươi. Và đến đây các bạn cũng đã móc đến cuối hàng thứ chín. Để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ 10, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 10 này, ở 19 chân đầu tiên, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Phải là ở từ cái chân thứ nhất này cho đến chân thứ 19, các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là 19 mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Mình tiếp tục móc mũi móc đơn thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19. Vậy là mình vừa móc xong 19 mũi móc đơn. Tiếp tục ở chân thứ 20, các bạn sẽ móc tiếp cho mình một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ móc mũi móc đơn này như sau. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ 20, sau đó các bạn sẽ kéo lên lên. Rồi mình sẽ thay cái len màu trắng này thành len màu hồng. Rồi mình sẽ kéo lên và kết thúc cái mũi móc đơn thứ 20 này tại đây. Tiếp tục, ở 3 chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai và móc mũi móc đơn thứ hai. Và ở chân kế tiếp thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn và các bạn sẽ móc mũi móc đơn này như sau. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ ba, sau đó các bạn sẽ kéo lên lên, rồi mình sẽ thay cái len màu hồng này thành len màu trắng. Rồi mình sẽ kéo lên và kết thúc cái mũi móc đơn thứ ba này tại đây. Tiếp tục, từ chân kế tiếp cho đến chân cuối cùng của hàng, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Và ở đây các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là 19 mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình tiếp tục móc tiếp mũi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười, thứ mười một, thứ mười hai, thứ mười ba,
thứ 14, thứ 15, thứ 16, thứ 17, thứ 18 và thứ 19. Vậy là ở đây mình vừa móc xong 19 mũi móc đơn. Đến đây thì các bạn cũng đã móc đến cuối hàng thứ 10. Để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của trong móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ 11, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 11 này, ở 18 chân đầu tiên, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ móc ở đây là từ chân đầu tiên cho đến cái chân thứ 18. Mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn, tương ứng là các bạn sẽ móc cho mình 18 mũi móc đơn ha. Rồi, ở chân đầu tiên mình sẽ móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình móc mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Thứ tư. Thứ năm. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 và 18. Vậy là mình đã vừa móc xong 18 mũi móc đơn. Tiếp tục, ở chân thứ 19, các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc đơn và các bạn sẽ móc cái mũi móc đơn này như sau. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ 19, sau đó các bạn sẽ kéo len lên. Rồi mình sẽ thay cái len màu trắng này thành len màu hồng. Rồi mình sẽ kéo len và kết thúc cái mũi móc đơn thứ 19 này tại đây. Tiếp tục, ở 5 chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai, móc mũi móc đơn thứ hai. Mình đâm kim vào chân kế tiếp thứ ba, móc mũi móc đơn thứ ba. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ tư, móc mũi móc đơn thứ tư. Và ở chân kế tiếp thứ năm, các bạn sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ móc mũi đơn này như sau. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ 5, sau đó mình sẽ kéo lên lên. Rồi mình sẽ thay cái len màu hồng này thành len màu trắng. Và các bạn sẽ kéo lên và kết thúc cái mũi móc đơn thứ 5 này tại đây. Tiếp tục, từ chân kế tiếp cho đến cái chân cuối cùng của hàng thứ 11 này, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân một mũi móc đơn và tổng số mũi móc đơn các bạn móc được là 18 chân móc đơn ha. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình móc mũi thứ hai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18. Rồi, ở đây mình vừa móc xong 18 mũi móc đơn. Và để kết thúc hàng thứ 11 này, các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục, hàng thứ 12 và hàng thứ 13, cách móc sẽ giống như nhau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc hàng thứ 12. Hàng thứ 13 các bạn sẽ lặp lại giống như hàng thứ 12 ha. Để móc lên hàng thứ 12, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Sau đó, ở chân thứ nhất cho đến cái chân thứ 17, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn và tổng số mũi móc đơn các bạn móc được là 17 chân móc ha. Rồi, các bạn sẽ móc cho mình mũi móc đơn thứ nhất, mũi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm,
thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Rồi, ở đây mình vừa móc xong 17 mũi móc đơn. Tiếp tục, ở chân thứ 18, các bạn cũng sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Mình sẽ móc cái mũi móc đơn này như sau. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ 18, sau đó các bạn sẽ kéo lên. Rồi mình sẽ thay cái len màu trắng này thành len màu hồng. Rồi mình sẽ kéo lên và kết thúc cái mũi móc đơn thứ 18 này tại đây. Tiếp tục, ở 7 chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai, móc mũi móc đơn thứ hai. Mình đâm kim vào chân kế tiếp thứ ba, móc mũi móc đơn thứ ba. Mình đâm kim vào chân kế tiếp thứ tư, móc mũi móc đơn thứ tư. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ năm, móc mũi móc đơn thứ năm. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ sáu, móc mũi móc đơn thứ sáu. Và ở chân kế tiếp thứ bảy, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Và các bạn sẽ móc cái mũi móc đơn này như sau. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ bảy, sau đó các bạn sẽ kéo lên. Rồi mình sẽ thay cái len màu hồng này thành len màu trắng và kéo lên kết thúc cái mũi móc đơn thứ bảy này tại đây. Tiếp tục, từ chân kế tiếp cho đến chân cuối cùng của hàng thứ 12, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn và tổng số mũi móc đơn các bạn móc là 17. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình tiếp tục móc mũi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười, thứ mười một, thứ mười hai, thứ mười ba, thứ mười bốn, thứ mười lăm, thứ mười sáu và thứ mười bảy. Sau khi các bạn đã móc xong 17 mũi móc đơn, các bạn cũng đã móc đến cuối hàng thứ 12 này. Để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái móc hàng thứ 12. Hàng thứ 13 các bạn sẽ lặp lại giống như hàng thứ 12. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn đã móc xong hàng thứ 13 nha. Rồi, sau khi các bạn đã móc xong hàng thứ 13, các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình hàng thứ 14. Để móc lên hàng thứ 14, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 14 này, ở 18 chân đầu tiên, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Và số mũi móc đơn các bạn móc được tổng cộng là 18 mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào cái chân đầu tiên này và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai, móc mũi móc đơn thứ hai, mũi móc đơn thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ 9, thứ 10, thứ 11, thứ 12, thứ 13, thứ 14, thứ 15, thứ 16, thứ 17 và thứ 18. Vậy là ở đây chúng ta vừa móc xong 18 mũi móc đơn. Tiếp tục, ở chân thứ 19, các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc đơn và các bạn sẽ móc cái mũi móc đơn này như sau. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ 19, sau đó các bạn sẽ kéo lên. Rồi các bạn sẽ thay cái len màu trắng này thành len màu hồng.
rồi mình sẽ kéo lên và kết thúc cái mũi móc đơn thứ 19 này tại đây. Tiếp tục, ở hai chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Sau đó ở chân kế tiếp thứ hai, các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc đơn và các bạn sẽ móc mũi đơn này như sau. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ hai, sau đó các bạn sẽ kéo lên rồi mình sẽ thay cái len màu hồng này thành len màu trắng. Rồi các bạn sẽ kéo lên và kết thúc cái mũi móc đơn thứ hai này tại đây. Tiếp tục, ở chân kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp, sau đó các bạn sẽ kéo lên rồi mình sẽ thay cái len màu trắng này thành len màu hồng. Rồi các bạn sẽ kéo lên và kết thúc cái mũi móc đơn này tại đây. Tiếp tục, ở hai chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó ở chân kế tiếp thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn và các bạn sẽ móc mũi đơn này như sau. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ hai và kéo lên rồi mình sẽ thay cái len màu hồng này thành len màu trắng. Rồi các bạn sẽ kéo lên và kết thúc cái mũi móc đơn thứ hai này tại đây. Tiếp tục, từ chân kế tiếp cho đến chân cuối cùng, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Và tổng số mũi móc đơn các bạn móc được là 18 mũi móc đơn ha. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Mình tiếp tục móc tiếp mũi móc đơn thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ 10, thứ 11, thứ 12, thứ 13, thứ 14, thứ 15, thứ 16, thứ 17 và thứ 18. Sau khi các bạn đã móc xong 18 mũi móc đơn, các bạn cũng đã móc đến cuối hàng thứ 14. Để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ 15, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 15 này, ở mỗi chân móc, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ hai, các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ ba, các bạn móc một mũi móc đơn. Tương tự ở những chân còn lại, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Sau khi các bạn đã móc xong chân cuối cùng của hàng thứ 15, các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ 16, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 16 này, ở mỗi chân móc, các bạn sẽ móc cho mình một mũi dời. Ví dụ mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân đầu tiên này và móc tiếp cho mình một mũi dời vào đây. Chân thứ hai, các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi dời. Chân thứ ba, các bạn tiếp tục móc cho mình một mũi dời. Tương tự ở những chân còn lại, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi dời. Sau khi các bạn đã móc xong chân cuối cùng của hàng thứ 16, các bạn sẽ kéo cái len này dài ra một tí xíu và mình sẽ cắt len này tại đây. Cái đoạn len màu hồng này các bạn cũng sẽ cắt đi ha. Đoạn len thừa này các bạn sẽ lấy cho mình một cái kim khâu len và mình sẽ luồn qua.
luồn cái sợi len này qua, rồi mình sẽ may dấu nó đi. Mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái phần chậu ha. Tiếp tục các bạn sẽ lấy cho mình một đoạn len màu nâu và các bạn sẽ lặp lại các bước móc từ hàng thứ nhất đến hàng thứ bảy giống như cái phần chậu này. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn đã hoàn thành xong cái phần móc với cái phần len màu nâu này ha. Rồi sau khi các bạn đã lặp lại 7 hàng móc giống như cái phần chậu này để kết thúc cái hàng thứ 7 đối với cái phần len màu nâu, các bạn sẽ tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích rồi mình sẽ cắt lên tại đây. Tiếp tục các bạn sẽ cùng mình móc cái phần cánh hoa. Các bạn sẽ lấy cho mình một đoạn len màu hồng nhạt, sau đó các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình 11 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sau khi các bạn đã móc xong 11 mũi móc xích, tiếp tục ở chân thứ hai. Đây là chân thứ nhất, đây là chân thứ hai. Các bạn sẽ đâm kim vào chân thứ hai này và móc cho mình một mũi móc đơn. Sau đó ở chân kế tiếp, các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép. Tiếp tục ở 6 chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây mũi móc kép thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai và móc vào đây mũi móc kép thứ hai. Ở chân kế tiếp thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình mũi móc kép thứ ba. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ tư và móc mũi móc kép thứ tư. Ở chân kế tiếp thứ năm, các bạn sẽ móc cho mình mũi móc kép thứ năm. Và ở chân kế tiếp thứ sáu, các bạn sẽ móc cho mình mũi kép thứ sáu. Sau khi các bạn đã móc xong 6 mũi móc kép, ở chân kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp. Sau đó kéo lên và móc vào đây một mũi nửa kép. Tiếp tục ở chân kế tiếp cũng là chân cuối cùng, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình 3 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân cuối và móc mũi móc đơn thứ nhất. Tiếp tục đâm kim vào cùng một chân cuối và móc mũi móc đơn thứ hai. Mình tiếp tục đâm kim vào chân cuối và móc mũi móc đơn thứ ba. Rồi sau khi các bạn đã móc xong mặt bên này, các bạn sẽ tiếp tục xoay ngược cái vòng móc này lại. Ở đây, đây là cái chân chúng ta vừa móc 3 mũi móc đơn vào cùng một chân. Đây là cái chân kế tiếp của cái mặt bên này. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân này, cái chân kế tiếp này, và móc vào đây một mũi nửa kép. Tiếp tục ở 6 chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây mũi móc kép thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai, móc mũi móc kép thứ hai.
đâm kim vào chân kế tiếp thứ ba, móc mũi móc kép thứ ba, tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ tư, móc mũi móc kép thứ tư, đâm kim vào chân kế tiếp thứ năm, móc mũi móc kép thứ năm và đâm kim vào chân kế tiếp thứ sáu, móc mũi móc kép thứ sáu. Sau khi các bạn đã móc xong 6 mũi móc kép, tiếp tục ở chân kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép. Và ở chân tiếp theo các bạn sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Đoạn len thừa này nếu còn dư thì các bạn sẽ cắt nó đi ha. Rồi, tiếp tục các bạn sẽ đâm kim vào đầu của cái chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục các bạn sẽ cắt lấy cho mình một đoạn kẽm. Các bạn sẽ đo và cắt lấy cho mình một đoạn kẽm dài hơn cái chu vi, dài hơn cái chu vi của cái mảnh len mình đang móc ha. Rồi, các bạn sẽ đặt cái đoạn kẽm này vào giữa cái vòng móc. Mình sẽ đặt nó vào giữa này. Rồi, tiếp tục để móc lên hàng thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Sau đó ở mỗi chân móc, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên và móc vào đây một mũi móc đơn. Chân thứ hai mình móc một mũi móc đơn. Chân thứ ba móc một mũi móc đơn. Rồi, ở các chân còn lại các bạn cứ lặp lại tương tự như vậy. Mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Rồi, sau khi các bạn đã móc xong chân cuối cùng, các bạn sẽ cầm cái đoạn len này, các bạn sẽ đưa ra phía sau đoạn kẽm. Rồi, sau đó các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Rồi các bạn sẽ kéo cái len này dài ra một tí xíu. Rồi mình sẽ cắt len này tại đây. Rồi, sau đó các bạn sẽ đẩy cái phần len mặt phải của nó ra bên ngoài. Mình sẽ đẩy nó ra cái phần nhô lên như thế này nè. Đây là cái mặt phải này. Cái mặt trái mình sẽ để nó vào bên trong. Còn cái phần len thừa này, các bạn sẽ dùng nó để quấn cái đoạn kẽm còn dư. Rồi, khi quấn đến cuối đoạn kẽm thì mình sẽ tách hai cái đầu kẽm này ra và mình sẽ đưa nó vào giữa. Rồi các bạn sẽ xoắn nó lại với nhau. Ở đây thì các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là 6 cánh hoa. Ở đây các bạn sẽ móc cho mình 6 cánh hoa như thế này. Tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần lá. Các bạn sẽ lấy cho mình một đoạn len màu xanh lá cây. Sau đó các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt. Ở đây thì cách móc cái phần lá sẽ giống như cái hàng đầu tiên của cái phần cánh hoa. Các bạn sẽ móc lên cho mình 11 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ở đây các bạn sẽ cắt lấy cho mình một đoạn kẽm nẹp lá. Rồi các bạn sẽ đặt cái phần móc của mình lên phía trên đoạn kẽm. Tiếp tục ở chân thứ hai. Đây là chân thứ nhất, đây là chân thứ hai. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân thứ hai này và móc cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục ở chân kế tiếp, các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép. Sau đó ở 6 chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây mũi móc kép thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim về chân kế tiếp thứ hai, móc mũi móc kép thứ hai.
mình đâm kim vào chân kế tiếp thứ 3. Móc mũi móc kép thứ 3. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ 4. Móc mũi móc kép thứ 4. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ 5. Móc mũi móc kép thứ 5. Và mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp thứ 6. Móc mũi móc kép thứ 6. Sau khi các bạn đã móc xong 6 mũi móc kép, tiếp tục ở chân kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình một mũi nữa kép. Và ở cái chân kế tiếp cũng là cái chân cuối cùng này, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình 3 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai. Và mũi móc đơn thứ ba. Tiếp tục các bạn sẽ gặp đôi cái đoạn kẽm này lại. Rồi mình sẽ xoay ngược cái vòng móc này. Rồi, ở đây là chân chúng ta vừa móc xong 3 mũi ở móc đơn vào cùng một chân. Sau đó ở chân kế tiếp của cái mặt bên này, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi nữa kép. Tiếp theo đó ở 6 chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp và móc vào đây mũi móc kép thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào chân tiếp theo và móc mũi móc kép thứ hai. Mình tiếp tục móc tiếp mũi móc kép thứ ba. Tiếp tục móc tiếp mũi móc kép thứ tư. Móc tiếp mũi móc kép thứ năm. Móc tiếp mũi móc kép thứ sáu. Sau khi móc xong 6 mũi móc kép, chân tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình một mũi nữa kép. Và ở chân kế tiếp, các bạn tiếp tục móc cho mình một mũi móc đơn. Đoạn len thừa này các bạn có thể dùng kéo để cắt đi. Tiếp tục các bạn sẽ cầm cái sợi len này, các bạn sẽ đưa ra phía sau đoạn kẽm. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình vào đây một mũi dời. Sau đó các bạn sẽ kéo cái len này dài ra và mình sẽ cắt cái đoạn len này tại đây. Tiếp tục các bạn sẽ sử dụng cái đoạn len màu xanh này, các bạn sẽ quấn xung quanh cái đoạn kẽm. Rồi mình sẽ xoắn cái đuôi kẽm này lại. Ở đây thì mình sẽ móc hai cái lá ha. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng nhau móc cái phần trái tim. Các bạn sẽ lấy cho mình một đoạn len màu hồng đậm. Sau đó các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ móc vào bên trong vòng tròn ma thuật này 5 mũi móc đơn. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba. Mũi móc đơn thứ tư. Và mũi móc đơn thứ năm. Sau khi các bạn đã móc xong 5 mũi móc đơn, các bạn sẽ tiếp tục kéo xiết sợi dây của vòng tròn ma thuật này lại. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục để móc lên hàng thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ hai này, ở mỗi chân móc, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân đầu tiên này và móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mình lại tiếp tục đâm kim vào cùng một cái chân đầu tiên này và móc mũi móc đơn thứ hai. Tiếp tục ở chân thứ hai, các bạn cũng sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mình lại tiếp tục đâm kim vào cùng một chân này và móc mũi móc đơn thứ hai. Sau đó ở chân thứ ba, các bạn cũng sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất.
mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân. Chân thứ tư các bạn móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai. Chân thứ năm các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai. Đến đây thì các bạn cũng đã móc đến cuối hàng thứ hai. Để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ ba này, ở mỗi chân móc, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ hai, các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ ba móc một mũi móc đơn. Tương tự ở những chân còn lại, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Sau khi các bạn đã móc xong chân cuối cùng của hàng thứ ba, các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Đến đây thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, rồi các bạn sẽ kéo len này dài ra. Và mình sẽ cắt cái đoạn len này tại đây. Ở đây thì sau khi các bạn sẽ cắt đoạn len này tại đây thì các bạn sẽ được một cái phần len như thế này. Cái sợi dây của cái vòng tròn ma thuật thì các bạn có thể cắt ngắn đi và các bạn sẽ chừa ra một đoạn len ngắn như thế này. Rồi các bạn sẽ được cái phần trái tim thứ nhất này. Sau đó các bạn lại tiếp tục sử dụng cái màu len hồng này. Các bạn lại lặp lại các bước móc từ hàng thứ nhất đến hàng thứ ba. Rồi. Tuy nhiên thì khi móc xong hàng thứ ba thì các bạn chỉ cần móc cho mình một mũi dời. Rồi các bạn không cần phải móc thêm một mũi móc xích để cắt len nữa ha. Rồi ở đây các bạn móc xong hàng thứ ba. Các bạn móc xong hàng thứ ba thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi dời vào cái chân đầu tiên của hàng. Như thế này là xong. Rồi, tiếp tục các bạn sẽ móc thêm cho mình một nửa như thế này ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân đầu tiên của cái phần nửa trái tim đầu tiên này ha. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân đầu tiên là cái chân mình móc mũi dời kết thúc hàng thứ ba. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân đầu tiên này. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình một mũi dời vào đây. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ tư các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Sau đó, ở cái nửa bên này, các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là 10 mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào cái chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào cùng một cái chân này và móc cho mình mũi móc đơn thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp và móc mũi móc đơn thứ hai. Mình tiếp tục đâm kim vào chân tiếp theo và móc mũi móc đơn thứ ba. Móc tiếp mũi móc đơn thứ tư. Tiếp tục móc mũi móc đơn thứ năm. Mũi móc đơn thứ 6. Mũi móc đơn thứ 7. Mũi móc đơn thứ 8. Mũi móc đơn thứ 9. Và mũi móc đơn thứ 10. Rồi, vậy là ở nửa bánh này chúng ta vừa móc xong 10 mũi móc đơn. Tiếp tục các bạn sẽ đâm kim vào ở cái chân móc đơn đầu tiên của cái nửa bánh này. Đây là cái chân đầu tiên mình móc mũi dời kết thúc hàng thứ ba. Các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào cái chân đầu tiên này và móc cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục ở chín chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Và tổng số mũi móc đơn các bạn sẽ móc bên nửa bên này sẽ là 10 mũi móc đơn. Bên này các bạn đã móc 10 mũi móc đơn thì bên này các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình 10 mũi móc đơn. Ở đây thì các bạn vừa móc xong cho mình một mũi móc đơn rồi, các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình 9 mũi móc đơn nữa. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ hai và móc mũi móc đơn thứ hai.
mình sẽ tiếp tục móc tiếp mũi móc đơn thứ ba, mũi móc đơn thứ tư, mũi móc đơn thứ năm, mũi móc đơn thứ sáu, mũi móc đơn thứ bảy, mũi móc đơn thứ tám, mũi móc đơn thứ chín và mũi móc đơn thứ 10. Rồi. Và để kết thúc hàng thứ tư này, các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đơn đầu tiên. Cái chân móc đơn đầu tiên của cái phần ở bên này nè, các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Rồi, vậy là ở nửa bên này chúng ta vừa móc 10 mũi móc đơn, bên này chúng ta cũng vừa móc 10 mũi móc đơn. Vậy thì tổng cộng hàng thứ tư chúng ta vừa móc là 20 mũi móc đơn. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ năm, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ năm này, ở mỗi chân móc, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên, là chân mình vừa móc một mũi rồi. Các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ ba, các bạn móc một mũi móc đơn. Tương tự ở những chân còn lại, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Rồi, sau khi các bạn đã móc xong chân cuối cùng của hàng thứ 5, các bạn tiếp tục đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Hai cái đoạn len thừa này bây giờ các bạn có thể dùng kéo để mình cắt ngắn đi ha. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ 6, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 6 này, các bạn sẽ móc như sau. Ở 4 chân đầu tiên, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi rồi. Các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ ba, các bạn móc một mũi móc đơn. Chân thứ tư, các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Vậy là các bạn vừa móc xong cho mình 4 mũi móc đơn. Tiếp tục, các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Mình sẽ đâm kim vào tiếp trước của hai chân kế tiếp. Đây là cái tiếp trước và đây là cái tiếp sau. Mình sẽ đâm kim vào tiếp trước của hai chân kế tiếp. Sau đó mình sẽ kéo lên và kết thúc cái mũi giảm này tại đây. Tiếp theo đó, ở 8 chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai, móc mũi móc đơn thứ hai. Mình tiếp tục móc tiếp mũi móc đơn thứ ba. Móc tiếp mũi móc đơn thứ tư. Mũi móc đơn thứ năm. Mũi móc đơn thứ sáu. Mũi móc đơn thứ bảy. Mũi móc đơn thứ tám. Sau khi các bạn đã móc xong 8 mũi móc đơn, các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình một mũi giảm. Mình sẽ đâm kim vào tiếp trước của hai chân kế tiếp. Sau đó kéo lên, móc một mũi giảm. Tiếp theo đó, ở 4 chân còn lại, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc một mũi móc đơn. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai, móc một mũi móc đơn. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ ba, móc một mũi móc đơn. Và tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ tư, móc một mũi móc đơn. Đến đây thì mình cũng đã móc đến cuối hàng thứ sáu. Để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên
và móc cho mình một mũi dời vào đây. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ 7, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 7 này, ở 4 chân đầu tiên, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ 2 các bạn móc một mũi móc đơn. Chân thứ 3 móc một mũi móc đơn. Chân thứ 4 móc một mũi móc đơn. Sau khi các bạn móc xong 4 mũi móc đơn, các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình một mũi giảm. Mình sẽ đâm kim vào tiếp trước của hai chân kế tiếp. Sau đó kéo lên và móc một mũi giảm. Tiếp tục, ở 8 chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai, móc mũi móc đơn thứ hai. Mình tiếp tục móc tiếp mũi móc đơn thứ ba, mũi móc đơn thứ tư, mũi móc đơn thứ năm, mũi móc đơn thứ sáu, mũi móc đơn thứ bảy và mũi móc đơn thứ tám. Sau khi các bạn đã móc xong 8 mũi móc đơn, tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Mình sẽ đâm kim vào tiếp trước của hai chân kế tiếp. Sau đó kéo lên và móc một mũi giảm. Tiếp tục, ở hai chân cuối cùng, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai, móc một mũi móc đơn. Đến đây thì mình cũng đã móc đến cuối hàng thứ 7. Để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ 8, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 8 này, ở 4 chân đầu tiên, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên và móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ 2 các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ 3 các bạn móc một mũi móc đơn. Chân thứ 4 mình móc một mũi móc đơn. Sau khi các bạn đã móc xong 4 mũi móc đơn, các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình một mũi giảm. Mình sẽ đâm kim vào tiếp trước của hai chân kế tiếp. Sau đó kéo lên, móc một mũi giảm. Tiếp tục, ở 6 chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai, móc mũi móc đơn thứ hai. Mình đâm kim vào chân kế tiếp thứ ba, móc mũi móc đơn thứ ba. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ tư, móc mũi móc đơn thứ tư. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ năm, móc mũi móc đơn thứ năm. Và mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp thứ 6, móc mũi móc đơn thứ 6. Sau khi các bạn đã móc xong 6 mũi móc đơn, các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình một mũi giảm. Mình sẽ đâm kim vào tiếp trước của hai chân kế tiếp. Sau đó mình sẽ kéo lên và kết thúc một mũi giảm. Tiếp tục, ở hai chân kế tiếp, cũng là hai chân còn lại của cái hàng thứ 8 này, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai, móc một mũi móc đơn. Đến đây thì mình cũng đã móc đến cuối hàng thứ 8. Để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ 9, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 9 này, ở 4 chân đầu tiên, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ 2 các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ 3 mình móc một mũi móc đơn. Và ở chân thứ 4 mình móc vào đây một mũi móc đơn. Sau khi mình móc xong 4 mũi móc đơn, mình sẽ tiếp tục móc tiếp một mũi giảm. Mình sẽ đâm kim vào tiếp trước của hai chân kế tiếp. Sau đó mình sẽ kéo lên và móc một mũi giảm. Tiếp tục,
Ở 3 chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai và móc một mũi móc đơn. Mình đâm kim vào chân kế tiếp thứ ba, móc một mũi móc đơn. Sau khi các bạn móc xong 3 mũi móc đơn, các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình một mũi giảm. Mình sẽ đâm kim vào tiếp trước của hai chân kế tiếp. Sau đó kéo lên và móc một mũi giảm. Tiếp tục ở 3 chân còn lại, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai, móc một mũi móc đơn. Mình đâm kim vào chân kế tiếp thứ ba, móc một mũi móc đơn. Đến đây thì mình cũng đã móc đến cuối hàng thứ 9. Để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ 10, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 10 này, các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là 6 mũi giảm. Ở đây thì mình sẽ móc cái mũi giảm đầu tiên, mình sẽ đâm kim vào tiếp trước của chân thứ nhất và tiếp trước của chân thứ hai. Sau đó kéo lên, móc một mũi giảm. Mình sẽ tiếp tục móc tiếp mũi giảm thứ hai. Tiếp tục móc tiếp mũi giảm thứ ba. Tiếp tục móc mũi giảm thứ tư. Móc tiếp mũi giảm thứ năm. Và cuối cùng mình sẽ móc mũi giảm thứ sáu. Sau khi các bạn đã móc xong 6 mũi giảm, các bạn sẽ kéo cái len này dài ra. Và mình sẽ cắt cái đoạn len này tại đây. Ở đây thì các bạn có thể nhồ một ít bông gòn vào bên trong. Sau khi các bạn nhồi bông xong, các bạn sẽ tiếp tục lấy cho mình một cái kim khâu len và mình sẽ luồn cái đoạn len thừa này qua cái kim khâu len. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đâm kim vào tiếp trước của từng chân móc này. Tiếp tục các bạn sẽ lấy cho mình một đoạn kẽm cành. Mình sẽ để nó vào giữa này ha. Rồi các bạn sẽ kéo cái len này lại. Rồi mình sẽ may chốt cái len này lại tại đây. Mình sẽ cắt cái đoạn len thừa này đi. Tiếp tục các bạn sẽ cho một ít keo nến ở cái phần đầu kẽm này. Rồi mình sẽ đúc cái phần kẽm này vào bên trong cái phần trái tim ha. Rồi, tiếp tục các bạn sẽ lấy cho mình 6 cái cánh hoa lúc nãy chúng ta đã móc. Bây giờ mình sẽ quấn nhận cái cánh hoa này lại. Mình sẽ quấn 3 cái cánh hoa này vào cái phần cành cây này.
Mình sẽ sử dụng cái len màu xanh này ha. Tiếp tục thì mình sẽ quấn tiếp 3 cái cánh hoa còn lại. Ba cánh hoa này các bạn sẽ để nó bao phủ hết cái trái tim ha. Còn ba cái cánh hoa tiếp theo các bạn sẽ cứ một cánh hoa các bạn sẽ để nó ở giữa hai cái cánh hoa đầu tiên. Đây, ở hai cánh hoa đầu tiên sẽ có một cái nè. Hai cánh hoa này sẽ có một cái cánh hoa ở đây. Hai cánh hoa này sẽ có một cái cánh hoa ở đây. Hai cánh hoa này sẽ có một cái cánh hoa che ở đây. Hai cánh hoa này sẽ có một cánh hoa che ở đây. Hai cánh hoa này sẽ có một cánh hoa che ở đây. Rồi, các bạn sẽ tiếp tục quấn ba cái cánh hoa còn lại này vào. Sau khi các bạn quấn len được khoảng 2 cm, các bạn sẽ tiếp tục quấn cho mình hai cái lá này vào. Rồi, ở đây các bạn sẽ tiếp tục quấn cho mình khoảng 2 cm nữa ha. Rồi, ở đây các bạn sẽ quấn che khuất hết cái phần len thừa này tới đây luôn ha. Rồi, sau khi các bạn quấn đến hết cái phần len thừa rồi, các bạn sẽ dán cho mình một ít keo nến. Rồi, mình sẽ cắt cái phần len thừa này đi. Tiếp tục các bạn sẽ lấy cái phần đất chúng ta đã móc lúc nãy và cái phần chậu. Bây giờ các bạn sẽ để cái phần đuôi kiểm còn lại vào giữa cái vòng tròn ma thuật trên cái phần đất này. Rồi bây giờ mình sẽ xác định cái chiều cao của cái cây này. Các bạn sẽ để cái chậu này vào ha. Rồi bây giờ mình sẽ ước lượng cái chiều cao của nó. Ví dụ như từ cái phần đỉnh của cây đến cái phần đáy chậu, nó ở đây. Mình sẽ để tay mình xác định ở đây ha. Rồi, ví dụ như chiều cao cây của mình mong muốn là tới đây. Mình sẽ để tay ở đây và các bạn sẽ bẻ ngang nó ra. Bẻ vuông góc nó ra như thế này. Rồi, tiếp tục các bạn sẽ để cái cây này đứng lên. Rồi mình sẽ bẻ ngang nó. Các bạn sẽ bẻ từ cái phần mình bẻ lần đầu tiên, từ cái phần gốc này nè. Ở cách khoảng 2 cm mình sẽ bẻ nó vuông góc một lần nữa. Rồi những cái phần kiểm dư này các bạn sẽ bẻ nó thành vòng tròn. Mình bẻ nó bo tròn lại. Rồi. Cái phần kiểm này các bạn sẽ
để nó vào trong luôn. Cái phần cây này các bạn sẽ bẻ nó để nó vào vị giữa ha. Rồi, tiếp tục các bạn sẽ lấy cho mình một đoạn len màu nâu và mình sẽ may cái phần đất này vào phần chậu. Mình sẽ tìm cái hàng mũi dời trên cái phần chậu này. Bây giờ mình sẽ đâm kim vào cái mặt bên trong. Đây là cái hàng mũi dời nè, đây là cái mặt bên trong. Các bạn đâm kim. Đâm kim vào như thế này. Rồi cái phần đất các bạn sẽ đâm kim vào cái chân đầu tiên hoặc là một chân bất kỳ ha. Rồi các bạn sẽ buộc hai cái sợi len này lại trước. Rồi mình sẽ đâm kim vào chân thứ hai. Mình lại đâm kim vào chân kế tiếp trên cái phần chậu. Rồi các bạn cứ may như vậy cho đến khoảng còn một cái hàng nhỏ ở đây để mình nhồi bông vào bên trong. Sau khi các bạn may đến hết cái phần viền này và còn chừa một cái lỗ này, bây giờ mình sẽ nhồi bông vào bên trong. Sau khi mình nhồi bông xong, mình sẽ tiếp tục may.
Sau khi may xong thì mình sẽ may chốt cái phần len này lại. Mình sẽ giấu cái đoạn len thừa này đi. Rồi, ở đây để cái phần chậu này nó cái phần đế nó không có bị nhô lên như thế này thì các bạn sẽ tiếp tục móc tiếp cho mình. Mình sẽ đâm kim vào một cái chân bất kỳ trên cái phần chậu ha. Các bạn cố gắng mình sẽ đâm kim vào cái chân gần cái hàng mũi dời nhất có thể nha. Rồi, lúc nãy ở hàng thứ 8 mình chỉ đâm kim vào tép sau, còn cái phần tép trước nhô ra như thế này. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào một chân bất kỳ ha. Cố gắng mình sẽ đâm kim ở gần cái hàng mũi dời càng tốt. Rồi các bạn sẽ tiếp tục lấy cho mình một đoạn len màu trắng. Rồi các bạn sẽ luồn len qua. Rồi các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó ở mỗi chân móc, các bạn sẽ móc cho mình một mũi dời. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân tiếp theo. Đây là cái chân mình vừa kéo len qua. Đây là cái chân tiếp theo, mình sẽ đâm kim vào chân tiếp theo và móc vào đây một mũi dời. Chân kế tiếp các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi dời. Tương tự ở những chân còn lại, mỗi chân mình sẽ móc một mũi dời. Rồi, sau khi các bạn móc xong chân cuối cùng, các bạn sẽ kéo cái len này dài ra một tí xíu và mình sẽ cắt cái đoạn len này từ đây. Rồi các bạn sẽ buộc hai cái sợi len này lại với nhau. Rồi, mình sẽ giấu hai cái đoạn len thừa này đi. Rồi, ở đây nếu như mà các bạn muốn cái phần thành chậu này nó đứng hơn thì các bạn có thể nhồi thêm bìa cứng hoặc là cái miếng canvas vào bên trong thì cái chậu này nó sẽ, cái thành của nó sẽ đứng hơn ha. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái móc một chậu cây trái tim. Hy vọng thông qua những gì mình hướng dẫn các bạn có thể thực hiện thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.